Dạ thưa ông, tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng. Tốt lắm con. Con mời ông ngồi. Khách tới đông đủ hết chưa con? Dạ, chú Quang có việc cho nên không tới được. Bà cũng nói là không được khỏe cho nên đã không tới. Con có nói với Quyên chưa? Dạ, con có nói với cô rồi. Ba. Chà, con gái ba bữa nay đẹp quá ta. Ủa, Minh vừa đâu ba? Sao không thấy em đâu hết trơn vậy? Nó nói tới rước bà. Rồi sao cái nó nói nó kẹt công việc, nó cần phải giải quyết gấp. Nó tới sao? Ông này cũng kêu ông mời chi là giờ không thấy đâu tới hết trơn á. Ông không có chuyện gì quan trọng hơn sinh nhật của con? Bởi vậy. Chào cả nhà. Chào ông nội. Để con giới thiệu cho cả nhà. Đây là anh Khôi, bạn con. Và cũng là sư phụ của con ở đại học đó. Dạ con chào cả nhà. Chào con. Chào con. Anh, đây là ông nội của em. Đó là chị Hảo. Còn đây, nhân vật chính của ngày hôm nay, Út Quyên xinh đẹp. Vậy là cái đó đúng rồi à. Chào ơi. À, đây con có chút quà, chúc cô Út sinh nhật vui vẻ. Trời, có quà cho cô nữa hả? Dạ. Cảm ơn con nha. Học hỏi bạn đi kìa. Trời ơi, quà thôi mà. Út, con mới là món quà vô giá của Út nè. Ôi trời ơi, mấy năm nay hả, Út chăm con mệt lắm rồi, thôi đừng có tặng món quà này cho Út có được không? Trời ơi, giỡn một chút xíu à. Tên. Đó, làm sao mà không có quà được. Đây, quà quý lắm đó nha. Út nè, tụi mới con chụp Út ngày càng xinh đẹp hơn, ngày càng thành công hơn, giỏi giang và nết na hơn. À, sớm có bộ để ông nội bà nội đỡ lo. Thằng quỷ này. Cảm ơn con nha. À, ông. Cháu này thấy quen quá nha. Hình như ông có gặp cháu ở chỗ chơi cờ phải không? Dạ phải ạ. Cháu này còn trẻ nhưng mà chơi cờ giỏi lắm đó nghe mấy đứa. Dạ ba. Đó. Bà ơi, có bạn của Quân, con của ông Dũng tới tiệc đó bà. Cái gì? Dạ con mời cả nhà. Chúc mừng con gái. Cảm ơn ba. Ủa mẹ, sao Hảo nói là mẹ mệt không ghé tới được mà? Bà tới rồi hả? Ngồi đi. Mẹ thấy nằm ở nhà chỉ khiến cho mẹ mệt thêm, cho nên mẹ tới đây coi như là thay đổi không khí. Dạ. Bà thấy đỡ hơn chưa? Tôi đỡ rồi. À bà, đây là cậu Khôi, bạn của ông Quân. Dạ, con chào bà. Còn trẻ, hiền lành, dễ thương, giỏi giang, chịu khó học hỏi lắm. Con năm nay nhiêu tuổi rồi? Dạ con 27 tuổi ạ. Lớn hơn được Quân 2 tuổi. Quân, nhớ học hỏi anh nghe con. Dạ con biết rồi. Dạ con cũng cần phải học hỏi thêm nhiều lắm thưa ông. Gia đình con sao? Người ở thành phố này hay là từ đâu tới? Dạ con ở dưới quê lên đây học đại học. Còn ba má của con thì cũng mới chuyển lên đây ở chung với con thôi ạ. Vậy hả? Dạ. Nếu cứ để ông tiếp tục hỏi như vậy thế nào một hồi cũng lần. Dạ cho phép con mời cả nhà. Ba. Thôi ăn đi nha. Bà ăn đi.
Dạ, con xin phép ra ngoài một chút. Dạ, cho phép con mời cả nhà. Chào anh Khôi, chúng tôi xin lỗi vì đã thông báo gấp đến anh. Vị trí anh ứng tuyển đang cần người gấp, nên chúng tôi đổi lịch phỏng vấn sang hôm nay để tìm được người thay thế kịp thời. Mong anh thông cảm và đến buổi phỏng vấn càng sớm càng tốt. Dạ, xin lỗi cả nhà. Con có việc đột xuất, chắc là con xin phép về trước, không ở lại dùng bữa với cả nhà được. Ủa, có việc gì mà về gấp vậy anh? Để bữa khác anh nói cho em nghe. Có công việc thôi, về đi con. Khi nào rảnh rồi qua nhà ông ăn cơm nha. Dạ, con xin phép. Cảm ơn con nha. Dạ. Alo ạ. Chị Hảo đây. Nếu như có ai tới phỏng vấn thì em nói là chờ chị nha. Dạ, dạ em biết rồi chị Hảo. Chào anh ạ, em có thể giúp gì được cho anh ạ? Tôi là Minh Khôi, ứng tuyển vị trí chuyên viên marketing. Dạ. Hôm nay tôi có lịch hẹn phỏng vấn đột xuất á. Dạ, anh chờ em xíu nha. Anh Minh Khôi ạ. Dạ, mời anh ra ghế ngồi chờ giùm em ạ. Lát có người sẽ gặp anh ạ. Dạ. Cảm ơn. Món này ngon nè Út. À, tôi thấy hơi mệt. Chắc là tôi về trước nha, mọi người cứ ăn đi. Nói, nó về được không? Hay con chở nội về nha. Thôi không cần đâu. Bà ngộ không? Nãy nó không tới, giờ tới rồi cái đi. Kìa mẹ, sinh nhật của con mà, mẹ lại chơi con chút xíu nữa đi. Chắc tại hồi nãy mẹ uống miếng rượu cho nên thấy hơi mệt trong người. Vậy nãy uống chi vậy? Thì tôi đâu có biết đâu, cái ông này. Bà tánh tình mấy chục năm y vậy. Bởi ta nói đúng, giang sơn dễ đổi, bản chất khó dời, y hệt vậy. Tự nhiên sinh nhật buồn hiu à. Còn ba đây buồn gì? Còn nữa nè Út. Ừ, nè. Thôi, vô. Uống đi. Đó. Vô. Dạ, xin lỗi anh ạ. Chị Hảo mới gọi điện cho em bảo là hôm nay chị có việc gấp và không thể ghé công ty được. Lịch phỏng vấn hôm nay sẽ bị dời ạ. Bên em sẽ gửi lịch phỏng vấn mới cho anh vào hôm sau ạ. Cảm ơn em. Đành phải vậy thôi. Anh sẽ về chờ thông tin mới. Dạ, chào anh ạ.